chị Cánh Tiên mến chào tất cả các em. Ở những video trước, chị đã lần lượt giới thiệu đến các em những mẫu váy dạ hội, đi chơi, đi biển cho búp bê Barbie, nhưng lại chưa có mẫu váy công sở nào. Và vì đây là siêu phẩm chưa bao giờ lỗi mốt mà bất cứ bạn gái nào cũng cần có trong tủ quần áo, nên hôm nay chị giới thiệu với các em mẫu váy ôm sát của hai bạn Quỳnh Anh, 10 tuổi ở Ninh Bình, và Nguyễn Thị Huyền Trang, 12 tuổi ở Cần Thơ. Vì hai mẫu khá giống nhau nên chị gộp chung vào một video nhé. Các em chọn vải thô bình thường, không có giãn hoặc có giãn một chút đều được. Trên miếng vải gập đôi, kẻ một đường ngang. Lấy xuống chiều dài 15cm. Từ đường ngang trên cùng là 2cm là rộng vai. Các em đo xuống 3cm hạ ngực, 5cm hạ eo cũng từ đường ngang trên cùng nha các em. Từ ngang eo xuống thêm 3cm là ngang mông. Ngang ngực này ra 3cm chiều rộng. Chị kẻ vát một đường xuôi vai và lượn 1/4 góc tròn làm cổ. Chỗ này theo mẫu phác thảo của bạn Quỳnh Anh thì là vát một chút tạo dáng cổ tròn chữ V. 2,5cm cho chiều rộng eo và 3,5cm rộng mông nữa. Nối từ ngực xuống eo, từ eo xuống mông. Ở phần gấu chúng ta cho ra 2,5cm. Rồi kẻ từ mông xuống tạo dáng ôm bút chì. Mình thêm luôn cho gấu 1cm. Đánh cong từ nách lên vai. Đây là chiếc váy ôm sát mà vải co giãn ít nên chị sẽ may thêm phần ly ở eo để có thể vét hết phần vải thừa, vì eo búp bê rất là bé. Từ chỗ ngang eo này chị chia làm hai, kẻ thẳng một đoạn đến gần ngang ngực và xuống gần ngang mông. Khi cắt, các em lưu ý chừa 0,5cm đường may và chưa cắt phần khoét cổ vội nhé. Thân sau cắt như thân trước, chỉ chừa 1cm sống lưng để chút mình may mình dính vào. Xẻ thân sau làm hai luôn nào. Cũng như thân trước, chị cũng cần may ly cho thân sau. Chừa đoạn đường may sống lưng và sườn ra và chia đôi chỗ eo, rồi kẻ một đường thẳng. Đánh dấu điểm đầu, điểm cuối của ly. Rồi sang lấy dấu cho cả hai bên thân sau. Chia hai chiều dài ly ra, kẻ vát một đường để tạo ly khoảng 3mm thôi các em nhé. Các em nhìn kỹ này, khi may mình gập đôi chiều dọc váy theo đường thẳng của ly và may theo đường vát của ly này. Làm tương tự với ly của thân trước. Vòng cổ của thân trước cho cả hai bên thật cân đối. Vì thân trước mình sẽ may lộn hai lớp chỗ cổ nên chị cắt thêm một hình chữ nhật kích thước tùy ý.
Với phần cổ thân sau thì chỉ cần một lớp, nên chị vẽ 1/4 góc tròn và khoét luôn chỗ cổ này. Chúng ta chuyển sang phần may thôi. May mí cổ thân sau và cả 4 ly váy. May xong chị là ép ly xuống cho phẳng. Với phần cổ thân trước, mình đặt miếng lót hình chữ nhật xuống dưới thân váy, rồi may theo hình dáng cổ mình đã vẽ từ chân cổ bên này sang chân cổ bên kia. Không may đường vai nha các em. Sau khi may xong, mình cắt gần sát vào đường may gần cổ. Các em khéo léo, đừng cắt vào đường may đấy. Đoạn chữ V thì dùng mũi kéo bấm nhẹ nhàng, rồi lộn ngược đường may vào trong và là cho nằm ép xuống. Cắt lại miếng lót theo chân váy ngoài phần vai, nách. Lót này hơi to và dài nên chị cắt lại cho gọn gàng luôn. Tiếp theo đặt hai mặt phải của thân trước và sau rồi may vai. Rồi mình sẽ chuyển sang phần cắt tay nào. Trên miếng vải gấp đôi kẻ một đường ngang xuống chiều dài tay 3 cm, thêm 1 cm gấu tay luôn. Chiều rộng tay sẽ là 2 cm. Kẻ chéo một đường theo chiều rộng rồi vẽ cong mềm mại như hình chữ S để tạo vòng nách. Phần gấu tay hơi vát vào một chút rồi mình sẽ cắt chừa 0,5 cm. Cắt thêm một tay áo nữa. Mình sẽ may gập gấu tay trước, sau đó trải thân váy ra, rồi ráp tay vào thân theo vòng nách. Cuối cùng may sườn, gấu váy và miếng dính vào sống lưng, tương tự như các mẫu váy áo bình thường là xong rồi các em. Bây giờ chị em mình cùng chiêm ngưỡng chiếc váy khi được mặc lên người búp bê sẽ thế nào nhé. Chị xin gửi lời cảm ơn hai bạn Quỳnh Anh và Nguyễn Thị Huyền Trang với mẫu thiết kế ôm sát gợi cảm và vô cùng thanh lịch này nha. Chúc các em một tuần mới tươi vui và sảng khoái. Tạm biệt các em.